đang không dân với hệ tọa độ cho hai điểm vectơ này bỏ qua được này. À, đặt đáp án giùm anh cái một chia hàng à đó, chưa lộn, chúng ta lấy 2 trừ 1 là bằng 1 nè, đáp án D nè. Mặt phẳng là đang song song với trục x à, thì cái này là em phải nốt lại nè, với mặt phẳng song song với trục x thì sẽ có cái phương trình là AA cộng với lại BZ bằng 0. Còn mặt phẳng mà chứa trục x quay song song mà AA cộng BZ cộng C bằng 0. Còn mặt mặt phẳng mà chứa trục x á thì nó sẽ có phương trình là AA cạn BZ bằng 0. Em nhìn vô cái trục OX á, thì em sẽ suy ra những cái khó. Ví dụ người ta muốn song song với trục OA á thì nó sẽ có cái phương trình là AX cạn BZ cạn C bằng 0, là không có A. À, thì nhìn vô đây này, song song với trục OX thì đây. AA cạn BZ cạn C bằng 0. À, nhớ được những cái lẻ tẻ đó thì mình sẽ làm được. À. Hình chiếu vuông góc của trung điểm A của đoạn AB lấy mặt phẳng này. Đầu tiên tính tính trung điểm A của đoạn AB. Tính được trung điểm thì mình mới lấy mấy này mình cạn lại, chúng ta có 4 này. 3 trừ 1 với lại 5. Sau rồi mình sẽ chiếu lên mặt phẳng OYZ thì mình sẽ bỏ x đi thì mình chỉ còn lại là 0 trừ 1 với 5 thôi. Đáp án là đáp án A. Nào, cái điểm này thuộc cái mặt phẳng là OXZ nhưng mà nó không có y đó, y nó bằng 0, thuộc OXZ này. Bài Nam trong không gian cho ba điểm mà mặt phẳng thì thỏa mãn điểm M nằm trên mặt phẳng phi thỏa mãn, thì mình phải nhớ một kiến thức rằng là khi mình hạt cái chương một á, thì khi mà mình hạt mà khi mà MO bằng MB bằng MC ấy, em nhớ nghe, MO bằng MB bằng MC quay tới chỗ này thì từ từ để anh của nè. À, tôi nhớ A, B, C, lại càng 2A. Đúng luôn, càng 2A. Với lại A. Đúng rồi, càng 2A. Rồi, 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 rồi. Đây này, đầu tiên là mình nhớ này. Đó là MO bằng MB bằng MC á. Thì mình hạt cái chương 1 nó sẽ là hình chiếu của M xuống cái mặt phẳng ABC á, xuống cái mặt phẳng ABC á là tâm đường tròn ngụa tiếp, ABC mà hắn còn tùy theo tâm giác ABC là tâm giác chi. Nếu tâm giác ABC là tâm giác đều á thì tâm đường tròn ngụa tiếp là trạng tâm. Nếu tâm giác ABC là tâm giác vuông á thì tâm đường tròn ngụa tiếp nó sẽ là trung điểm của cạnh huyền. Còn khi mà tâm giác như thế này chúng ta chưa biết, cho nên chúng ta kiểm tra thường cái đèn sẽ cho mình dĩa, tức là sẽ cho tâm giác ABC là tâm giác đều. Lúc này thì em nhẩm nhanh này, em sẽ có độ dề của đoạn AB á, là bằng căn 2. Độ dề đoạn BC thì nó cũng bằng căn 2 luôn, và độ dề đoạn AC thì cũng bằng căn 2 luôn, cho nên là tâm giác ABC là tâm giác đều. Đó. Cho nên cái hình ảnh của mình đây này, đây đây là tâm giác ABC, đây là tâm giác ABC thì trực tâm đây và điểm M nó nằm đây. Đó, điểm M nó nằm đây, được chưa, điểm M nằm đây thì mình sẽ có một cái điều là em làm mình là cái điểm M này thì điểm M này sẽ vuông góc cái MG này, đúng không? Hình chiếu của M xuống ABC là tâm đường tròn ngụa tiếp mà là G. Bởi vì tâm giác ABC tâm giác đều cho nên là G đây sẽ là MG sẽ vuông góc ABC. Thì từ đó em sẽ có là đầu tiên là điểm G có tọa độ bao nhiêu. Điểm G là điểm A cạnh điểm B cạnh điểm C em chia ba rồi thì em được điểm G, bởi vì hát là trạng tâm mà, đúng không? À, thì em sẽ có là 2 cạnh 1 là bằng 4, 4, 4 phần 3. Em có 0 cạnh 0 cạnh 1 là 1 phần 3. Và em có 1 cạnh 0 cạnh 1 là 2 phần 3. Và đồng thời em cũng có cái đường thẳng MG luôn. Em hiểu này, đường thẳng MG là gì? Cái đường thẳng MG á thì nó sẽ có đặc điểm á là nó đi qua điểm G. Nó đi qua G. Và nó vuông góc với mặt phẳng ABC. Đúng không?
mà nó bởi bởi vì nó vuông góc mặt phẳng ABC á, cho nên sẽ nhận vectơ phớp tuyến của ABC lần vectơ chỉ phương của mình, đúng không? Cho nên là vectơ phớp tuyến, vectơ chỉ phương của MG là UMG. Đây, bởi vì đường thẳng MG nó vuông góc với mặt phẳng ABC cho nên nhận vectơ phớp tuyến của ABC lần vectơ chỉ phương của mình. Mà phớp tuyến của ABC là gì? Phớp tuyến của ABC sẽ bằng tích có hướng của AB với lại AC. Lúc nào tính tính có hướng ABC thôi, tất nhiên tính được rồi, tính này thì chúng ta có AB bằng trừ 1 0 với lại trừ 1. Vectơ AC là bằng bao nhiêu? Vectơ AC là bằng trừ 1 1 với lại 0. Rồi em nhân có hướng lại là em được có phóng tuyến đó. Khi mà em lồn bước này em chăm giao cho bước này em có thể nó quay đi bước kia, nó sẽ liền cho em cái kỹ năng tập trung cho toàn toàn bộ cái bố cục. Em sẽ tìm mà em đang tập trung tìm u mà gà xíu nữa mình sẽ suy nghĩ lại. Rồi không nhân không trừ cho chỗ này AB có dấu trừ một không đi đó, thì mình sẽ được là màu màu là màu tiếp và cuối cùng là màu 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 đó, thì cái đường thẳng của mình nó sẽ có cái vectơ chỉ phương này, thì từ đó sẽ ra đường thẳng MG. À anh nói sao vậy, bởi vì đang mình là phải tìm đường thẳng MG trong khi mục đích cuối cùng của mình là tìm ra điểm M, đúng không? Thì khi mà em tìm được đường thẳng MG là cái điểm M nó thuộc cái đường thẳng này, mà điểm M nó thuộc vô cái mặt phẳng nữa, cho nên mình điểm M chính là giao điểm của cái đường thẳng với cái mặt phẳng. Lúc đó mình tìm được điểm M rất là dễ. Nên lúc này mình tìm đi qua điểm G có tọa độ là đi bóng phần 3 đúng không, 1 phần 3 đúng không, với lại 2 phần 3 đúng không, cạnh với T này, cạnh với T nữa ha. Đó rồi em tha x y z vô thằng này, bởi vì điểm M lúc này nó thuộc cái đường thẳng MG này, và điểm M lúc này nó cũng thuộc cái mặt phẳng phi này, nên em tha x là bằng 4 phần 3 cạnh T, y là bằng 1 phần 3 cạnh T, z là bằng 2 phần 3 cạnh T vô đây. Đó thì em sẽ có khoảng là 7 phần 3 cạnh với 3T trừ cho 2 bằng 0. Đó, bởi vì cái đường thẳng MG nó chứa điểm M, đường thẳng MG mà điểm M nó còn thuộc cho trang mặt phẳng phi, nên em tha x y z của đường thẳng MG vô thang, em sẽ dễ được T bằng 7 phần 3 mà trừ cho 6 phần 3 là được trừ 1 phần 3 chuyển qua 1 phần 3, 1 phần 9. T bằng 1 phần 9, T 1 phần 9 thì em suy ra được điểm M, em tha T vô đây. À, em nhớ thấy quá trình nó hơi mệt mỏi xíu nhưng mà tha vô nó sẽ đẹp đấy. 4 phần 3 cạnh 1 phần 9 là bằng bao nhiêu? 1 phần 3 giờ tính giùm anh cái điểm M bằng bao nhiêu, đạt giùm anh cái khúc nền nó mới tính đấy. 4 phần 3 cạnh 1 phần 9 à, 1 phần 3 cạnh 1 phần 9 rồi nè, 2 phần 3 cạnh 1 phần 9. 13 phần 9, 4 phần 9 với 7 phần 9 nha. 13 là ok anh, mời em. 13 phần 9, 4 phần 9, 3 phần 9. Rồi em tính luôn cái A cạnh 2B cạnh 3C đó đẹp không? A cạnh 2B bằng 21, 21 cạnh 21 nữa là 42. Rồi chặt lắc rồi. Là 14 phần 3 anh. Ok. Rồi mình xem cho mô nào cua lẹ thế này. Bóng phần 3 rồi, bóng phần 3 1 với 2 phần 3 đúng rồi, ok. Mình tính tính vô hướng ABC lẽ ra trừ 1 0 trừ 1 đúng rồi, trừ 1 1 với lại trừ 1 1 0 đúng rồi, rồi màu đúng rồi, màu mà 1 với trừ 1, trừ 1 ở đây bằng trừ 1, ở đây bằng trừ 1, cho nên ở đây bằng 1 thôi, cho nên T bằng 1 phần 3 thôi. T 1 phần 3 thôi, thay vô lệ này. 1 phần 3 thay vô đây. 4 phần 3, 1 phần 3 là 5 phần 3. 1 phần 3, 1 phần 3 là 2 phần 3. 2 phần 3 trừ 1 phần 3 là 1 phần 3.
Nam tính cái tích vô hướng, tích có hướng nó thiếu. À, nam cạn 4, cạn với 3 nữa là 12, 12 chia 3 là 4. Ok, đúng không đi? Đấy. Miễn là em hiểu cái ý tưởng xuyên suốt cái bài đi. Rất là nhiều ý tưởng ở đây. Đầu tiên là cái việc là khi mà MA cạnh MB, MA bằng MBC, hạt chương mộc nhá nghe, là điểm M, hình chiếu của M xuống mặt phẳng ABC. Nó có cái ý nghĩa quyết định trong việc tính được thể tích của MABC, là mình hạt chương mộc á. Nên đó mình có G, bởi vì cái tâm giác ABC mình nhẩm nhanh á, tâm giác ABC này nó sẽ căng, nó sẽ đều. Nên là G, hình chiếu G, tính được G. Và lập được phương trình đường thẳng MG, bởi vì đường thẳng MG nó đi qua G và nó vuông góc mặt phẳng ABC. Nên nó sẽ nhận cái phớt tuyến của mặt phẳng ABC lần với tại chỉ phương của H. Mà phớt tuyến mặt phẳng ABC lúc bây giờ nó sẽ là cái nhá, hồi xưa bây giờ mình tính là phớt tuyến ABC thì nó luôn luôn bằng là AB có hướng với AC, AB có hướng với AC. Sau đó mình lập ra MG. Sau đó MG nó do với phi thì nó được cái điểm M, được chưa? Đó là bài nam vậy. Đó, thấy không? À. À, bài toán cũng là một bài rất là khó. Đây, cái số ở trước này quyết định mức độ này. Mức độ 2, mức độ 2, mức độ 1, mức độ 3. Thôi mình xóa ấy, mấy đứa chụp hình lại đi. Rồi cua lại gì đó. Rồi. Xóa này. À, bài xóa à, mặt cầu có tâm mà đi qua này, bên này dễ này, bên này chỉ cần tính cái tâm với lại bán kính thôi, tính bán kính thôi. Bán kính thì em tính là bàn can 24, thì đáp án sẽ là đáp án D. Mệnh đề sau đây là đúng, thì mệnh đề đúng là đáp án C. Mấy anh em phải nhớ này, đầu tiên là cái này thì rất là dễ để kiểm tra nó xe. Cái này là ba vectơ đồng phản khi nào thì em phải nhớ này, ba vectơ đồng phản khi tích hỗn tạp của chúng bằng không, là em lấy AB em nhân có hướng, sau này em nhân vô hướng với C mà nó bằng không thì nó đồng phản, và lúc này thì nó không không có bằng không, nó khó không cho nên nó cứ đau đi con xe luôn. Câu C là cos của góc giữa hai vectơ là bằng tích vô hướng của hai vectơ đó, là em lấy vectơ B nhân vectơ C chia cho độ dài vectơ B nhân cho độ dài vectơ C, thì lúc này nó đúng là bằng căn sáu phần ba chọn đúng C. Đó. Nhanh, rất là nhanh, chọn lạp trước. Ví dụ mình thay cái câu B này, mình tính ra phức tạp quá, mình bỏ qua câu B đó, mình tính câu C đó. Câu C đúng, mình chọn luôn câu C. À, mình luôn câu B tới cái gì do là như vậy. Rồi, tiếp tục một cái nốt nữa mà em cần phải phải ghi vô này. À, đầu tiên để làm bài toán thì mình làm bài chính trước cho em có cái khoảng cách này. Thì em có này, để khoảng cách giữa hai mặt phẳng á, thì hai mặt phẳng nó chung cái phần đào này, thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của trừ 10 trừ cho trừ 3, tức là lấy hai cái đuôi trừ cho nha, đây lấy trừ 10 đây trừ cho trừ 3 đây này, chia cho căn của một bình cạnh hai bình cạnh với hai bình, lấy từ cái đào đi ra này thì nó sẽ bằng 3 phần 3 nhá. À, rất là dễ. Còn nếu mà hai cái mặt phẳng nó không có chung cái phần đào á, thì em làm ra em nhân chia một mặt phẳng cho nó giống cái phần đào của mặt phẳng kia, thì lúc đây phải tính khoảng cách được. À, 19C ấy, 9C ấy. Lấy hai cái đuôi trừ nha, chia cho căn ở bình về bình C bình. Bài 18. Bài toán thì mình có một cái như thế này. À, ghi này. Điểm A có tọa độ là A không không, điểm B có tọa độ là không B không, điểm C thì có tọa độ là không không C, thì cái mặt cào ngổ tiếp, cái mặt cào ngổ tiếp OABC á, thì sẽ có tâm rồi. À, tâm Y có tọa độ là A trên 2, B trên 2, C trên 2. Đó, em nhớ đó nghe. Anh nhắc lại là khi mà có ba điểm đặc biệt như đây này, với lại thì mặt cào ngổ tiếp OABCO nghe chứ không được, mấy khó không được nghe. O không 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 á, thì chắc chắn sẽ có tâm là A trên 2, B trên 2, C trên 2. Nếu mà em không nhớ được cái này á, thì để mà lồn được tới cái kết quả này nè,
mình phải lồn rất là lao thì mình mới ra được cái này, cho nên mình nhớ được y thiên a thiên hai b hai. Mà đề còn cho á là a cạnh b cạnh c bằng 4 nữa đó, thì mình sẽ có đây m a cạnh b, không phải đây đây a cạnh b cạnh c bằng 4. Bây giờ mình viết ra nhắn ra đúng a thiên hai b thiên hai c thiên hai, đó là a thiên hai cạnh b thiên hai cạnh c thiên hai thì nó sẽ bằng 4 đó. Thế thì cái điểm A này nó thỏa mãn cái điều này. Đó, mình sẽ có là điểm A nó thỏa mãn cái điều này. Nó thỏa mãn cái điều này bởi vì đề đề ấn cho là đề ấn cho cái này này. Mình viết theo cái tọa độ điểm A về đây. Tức là XA cạnh với AA cạnh với ZA thì bằng 4. Chỗ này bằng 2 cho nên bằng 4. Chia 2 cho 2 vế mà thôi, bằng 2. Thì người ta nói là điểm A thuộc cái mặt phẳng cố định đó, M A thuộc cái mặt phẳng phi, cho nên cái điều kiện ràng buộc là XA cạnh AA cạnh ZA này hắn cũng chính là mặt phẳng phi đó, cho nên suy ra mặt phẳng phi nó sẽ có cái phương trình là X cạnh A cạnh Z bằng 2 đó. Và tất nhiên là em tính được khoảng cách từ từ điểm M tới mặt phẳng phi rồi, khi mà có thẳng mặt phẳng phi ở đây rồi đúng không? À, từ đây chúng ta suy ra là điểm mặt phẳng phi, khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng phi là thị tuyệt đối chia cho căn của đúng không em, à, thị tuyệt đối của tha một một trừ một vô, chúng ta có một cạnh một trừ hai nữa, trừ hai bên đây chuyển qua nè em này đúng không, trừ hai bằng không thì tha trừ hai chia cho căn của một bình thì nó sẽ được là một phần căn 3, tức là căn 3 trên 3 đáp án C. À, đạt lại cái bài này hay. Đầu tiên á, là cái mình cần phải nhớ quyết định của bài toán này là cái tâm A của mặt cầu ngồi tiếp tứ diện OABC thì chắc chắn là có cái tọa độ là OA trên 2, B trên 2 và C trên 2. Nhớ cái nốt đó nó vô ngay. Sang rồi á, bởi vì đề cho cái này OA cạnh B cạnh C bằng 4 thì mình viết cái này này về cái dọn theo tọa độ của A. OA trên 2 B 2 C 2 bằng 2. Thì từ đó mình có là cái điểm A nó thỏa mãn cái tính chất như này, cho nên là XA này là A thiên hai này, A bằng 2. Mà điểm A nó thuộc cái mặt phẳng cố định phi, cho nên điểm mặt phẳng phi sẽ có phương trình là X cạnh A cạnh Z trừ 2 bằng 0. Đó, điểm A nó thỏa mãn cái này mà còn thỏa mặt phẳng phi nữa, cho nên mặt phẳng phi nó phải thỏa cái này, cho nên phải phải là đây. Đó. Và chúng ta tất nhiên là tìm được khoảng cách từ M tới phi rồi. Tha điểm M vô thì tuyệt đối chia cho cái gì đó đúng không, chia cho căn của A bình cạnh B bình cạnh C bình bằng C. À, em nên in cái này ra được luôn. Rồi nếu mà cần thì chụp lại thì đó là sang cho mộc, cho mộc khá là mạnh. Cho hai để mà cho hai cái mặt phẳng nó song song với nhau á, hai mặt phẳng song song với nhau rất là dễ, chỉ cần là x a trên o phải tức là một trên hai này bằng b trên b phải là trừ ba trên trừ sáu này, quá đúng luôn này, c trên c phải là hai trên m này, khớp với d trên d phải là khớp với trừ ba trên trừ m, thì ở đây chúng ta có một nhân m bằng hai nhân hai bằng bốn đúng không b, một nhân m bằng hai nhân hai này m bằng bốn, có bao nhiêu điểm m trên trục OA thỏa mãn m cách đều hai mặt phẳng này, là bởi vì m thuộc OA nên suy ra điểm m sẽ có cái tọa độ là không b không, quá rõ ràng đúng không, không b không, cách đều hai mặt phẳng là gì, tức là khoảng cách từ m tới mặt phẳng này bằng khoảng cách từ m tới mặt phẳng kia, rõ ràng chúng ta có là khoảng cách từ m tới mặt phẳng phi được tính bằng công thức là không x cạnh a là cạnh b trừ z là trừ không cạnh một chia cho căn của a bình cạnh b bình là căn ba, khoảng cách từ m tới mặt phẳng quy là vẫn là x trừ a cạnh z vẫn là không cạnh b trừ không trừ nam, thì ở đây mình có là b trừ nam chia cho căn của a bình cạnh b bình cạnh c bình là căn ba tiếp
Đó thì rõ ràng chúng ta có hai cái trị tuyệt đối của B cạnh màu bằng trị tuyệt đối của B trừ đa. Trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B thì A bằng B hoặc là A bằng trừ B. Ở trên á, thì nó vô nghĩa bởi vì B cạnh màu ra mà bằng B trừ đa, ở dưới thì có một nghĩa B bằng bờ hai. Cho nên là chỉ có một giá trị thôi, chứ không phải là chọn số 2 nè. Đó, anh nhìn lại đi. Đầu tiên là thuộc trên trục OA, cho nên sẽ có tọa độ là 0B0. Cách đều hai mặt phẳng, tức là khoảng cách từ M tới mặt phẳng phi sẽ bằng khoảng cách từ M tới mặt phẳng quy. Khoảng cách từ M tới mặt phẳng phi là em sẽ tha cái M đó vô. Rồi, x cạnh A trừ giấy là 0 cạnh B trừ 0 cạnh 1. Bị niệm rồi. Hai cái này dưới này là bằng nhau rồi, cho nên chỉ cần hai đây thôi và giá đây. Rồi. Câu 12. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB thì nó sẽ đi qua trung điểm của AB. Và thứ hai là nó sẽ nhận AB làm vectơ pháp tuyến. Thế tao biết là thôi, 12 giây nữa Sương. Anh À, vậy thôi. Nha, đi qua trung điểm này, trung điểm của AB là màu màu với lại không và nhận AB là vectơ phát tuyến. À, có điểm có phát tuyến là được rồi thôi. Bài 13. Mặt phẳng chứa trục ô giác và vuông góc với mặt phẳng này thì mình nhớ đó là trong những trường hợp mà chứa trục ô giác là chứa một đường thẳng mà vuông góc với một mặt phẳng á thì em chỉ cần làm đây thôi này là cái vectơ phát tuyến mặt phẳng mình đó hắn sẽ bằng vectơ chỉ phương của đường thẳng thì nó chứa trục OX thì tức là vectơ chỉ phương của OX là vectơ A nhân có hướng với lại vectơ phát tuyến của mặt phẳng là vectơ NQ. Đây. Chắc là chúng ta lấy vectơ 100 này nhân có hướng vectơ là 111. À, thì chúng ta sẽ được cái vectơ là 0 trừ 1 1. Đó là vectơ phát tuyến này của mặt phẳng phi này. Và mặt phẳng phi nó chứa trục ô giác. Nó chứa điểm 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 ô nè. Là điểm 0 0 nè. Cho nên là bởi vì nó chứa trục ô giác. Chứa điểm ô điểm 0 0 nữa cho nên mình sẽ có được rồi đáp án đi. Nhá. Lúc này mình gặp rất là nhiều những cái bài toán mà nhớ là những bài toán mà tìm phương trình đường thẳng ở phương trình mặt phẳng mà cho hai dữ kiện á thì chúng ta thường có cái xu hướng là lái hai cái dữ kiện đó nhân có hướng lẹ đó, chứ không phải bài mình cũng phân tích là bởi vì rang hắn là cặp vectơ chỉ phương là bởi vì nó chứa trục ô giác cho nên là ô x cho nên là vectơ y trục chính là vectơ chỉ phương thứ nhất của hắn bởi vì nó vuông góc mình phải quay cho nên vectơ chỉ phương của hắn cũng chính là vectơ phát tuyến của quay. Thì em có vectơ chỉ phương thứ hai là vectơ tuyến của quy. Sau đó khi mà em có cặp vectơ chỉ phương rồi thì em nhân có hướng lẹ. Thế thì không phải bằng mình cũng làm gì đó. Mình phải dựa vô cái nhìn linh hoạt của mình. Khi mà điện cho hai cái này, hai dữ kiện này, thì mình nhân có hướng hai dữ kiện đó lại thì mình sẽ được cái phát tuyến của mình. Rất là bài 14. À, đấu xứng thì mình giữ nguyên y với giác lại. Xong rồi cái này mình lấy mình trừ bôi. Đó, đấu xứng của ô giác thì giữ nguyên. Đáp án sẽ là đáp án C. Phương trình mặt phẳng quy đi qua các điểm là hình chiếu của A lên tọa độ. Thì bởi vì hắn đi qua các điểm hình chiếu cho nên hình chiếu của A lên trục OX là 1 0 0 này. Hình chiếu của A lên trục OY là 0 trừ 1 0 này. Hình chiếu của A lên trục ô giác là 0 0 2 này. Cho nên là bởi vì các mặt phẳng nó đi qua ba điểm này, cho nên sẽ có phương trình là x phần 1 cạnh y phần trừ 1 cạnh z phần 2 bằng 0. Không phải ở đây đâu nghe, nhìn khóc rọt đúng không? Quy đồng lên. Nhân 2 cho hai vế này. Nhân bằng 1 chứ không phải bằng 0. Nhớ vậy, khi mà cái mặt phẳng mà đi qua ba điểm đặc biệt như thế này này thì sẽ là x phần 1, y phần trừ 1, z phần 2 càng lẻ bằng 1. Quy đồng lên thì ra đáp án thôi. Mình sẽ nhân 2 cho hai vế. Nhân hai cho hai vé rồi đúng không ạ?
và 17, 10, 18 này. 17 thì bình thường thôi. 17 rồi chơi đó khuya. Dạ 13C. 17C 18 gì em? Dạ 18C luôn. À 18C. À 18 dùng công thức là diện tích tam giác ABC là bằng 1 phần 2 độ dài tích có hướng của AB với lại AC. À, cứ nếu mà triển thôi là được, phải nhớ công thức thì mới được. Chúng ta sẽ lấy đắt 17C và 18C ấy, 17 18 như thế này. Ta sẽ lấy lồn cái bề 10 16. Thì ra bề 16 cũng không khó lắm, mình sẽ dựa vào cái lưu ý về bề 19 nè. Phương trình của mặt phẳng OXY là y bằng 0 vậy. 19 OY. Ok. Thế thì bao nhiêu giá trị à, thì nhớ là khi mà hai mặt phẳng hai cái thứ tiếp xúc á, phê tiếp xúc với x thì phê tiếp xúc với x ra thơ mặt phẳng tiếp xúc với mặt cào thì ra thơ đâu là thơ. Thôi thôi thì khoảng cách từ tâm của mặt cào tới mặt phẳng sẽ bằng bán kính của mặt cào. Trong đó chúng ta có tâm mặt cào là 1 trừ 1 1. Lấy mấy cái này chia trừ 2 thì nó ra bán kính của mặt cào là một bình cạn trừ một bình cạn với một bình, nó bỏ đi bình phương đây này, trừ cho trừ xá này, trừ cho hệ số tự do của mặt cào này thì bằng 3. Thì bây giờ khoảng cách từ cái tâm y này tới cái này là bao nhiêu thì chúng ta thay vô này, thì tấu của 2 nhân 1 cạn với 2 nhân trừ 1 cạn với 1 cạn với 2m chia cho căn của 2 bình cạn 2 bình cạn với 1 bình bằng 3. Ở đây chúng ta dễ ra được là 2m cạn 1 thì bằng 9. Tất nhiên dễ được hai giá trị m rồi, bởi vì 2m cạn 1 bằng 9 với lại 2m cạn 1 bằng trừ 9, dễ được hai giá trị m. Ở đây nhớ thêm nè, mặt phẳng phê tiếp xúc mặt cào khi mà d, khi mà khoảng cách từ tâm của mặt cào tới mặt phẳng phê bằng r, khi mà khoảng cách nó nhỏ hơn r á thì mặt phẳng phê nó sẽ cắt mặt cào, và khi khoảng cách nó lớn hơn r á thì mặt phẳng phê nó sẽ không cắt mặt cào, bằng nó tiếp xúc. Và bây giờ em gặp sự tiếp xúc thì em cũng nhớ tới là khoảng cách từ mặt phẳng phê, từ tâm tới mặt phẳng phê là bằng đúng r luôn. Mình bị sai. Có gì bài 20 không cần dễ này. À, bài này bữa nay mình học về cực trị hình học đúng không, thì mình học mình lồn răng chờ mình lồn đấy thôi. Thôi lồn bài này đầu tiên là bài 22, bài 23 với lại bài 24 đạp giùm anh cái Sơn. Bài 22 chị em. Dạ đi anh. Bài 23 Đi luôn anh. 24 À. cái bài dễ đúng không, à, không thuộc mặt phẳng thay vô cái môn mà không thuộc thì hắn không đúng, trừ 1, 2, trừ 3 này với lại g thì lấy 3 đi cạn lại chia 3 là được. Đó, là 22, 23, 24 thậm chí là 25 thì mình cũng làm được nè. À, bây giờ mình trở lại với bài 21 nè. Rồi. 21 của nó mình học là đầu tiên mình phải nhận dọn được cái dọn quá. Cái dọn này là một điểm mà thuộc có mặt phẳng này. Đúng không? Điểm M thuộc mặt phẳng này. Mà nó thỏa mãn cái tính chất như đây nữa. Thì đầu tiên mình phải tìm được cái điểm A.
Tìm được tâm tỷ cự có hai bước. Bước 1 á là mình tìm cái điểm A nó thỏa mãn. Nó thỏa tính chất là AI cạnh với AB thì bằng không. Ngắn ngang AI bằng AB bằng không. Thì mình cũng học cái cách để tìm nhanh rồi. Cái cách để tìm nhanh của mình này là mấy ví dụ 1 AI cạnh với 1 AB là bằng không vậy. Thì mình có này, em lấy 1 này nè, em cạnh với nam này nè, em chia cho cái số này, ví dụ ở đây là 1, đây là 1 đúng không? Đây là 1 này. Thì em lấy 1 cạnh nam chia cho 1 cạnh 1 thì là xá chia 2 bằng boy. Các em lấy 2 cạnh 4 em chia cho 1 cạnh 1 là hay lấy hệ số đi cạnh lại đó là 2 cạnh 4 là bằng xá xá chia 2 bằng boy. Và cuối cùng là em lấy 2 cạnh 4 thì cũng là bằng bằng boy luôn. Đó, điểm B là được boy. Xong rồi á thì muốn tìm được điểm M thì B2 thì điểm M là hình chiếu của điểm M là hình chiếu của điểm A line kế mặt thẳng phi đó. Nếu mà cái vô cái form của bài toán này thì mình sẽ làm như vậy. Thì bây giờ người ta hỏi gì? Khi mà giá tiền nhất này xả ra thì điểm M sẽ là hình chiếu này. Người ta hỏi là cô mà A bình cộng B bình bao nhiêu thì mình mới đi tìm điểm M trước rồi mình tính mà A bình cộng B bình sao đúng không? Rồi thì mình tính điểm M như thế nào? M là hình chiếu của A trên mặt phẳng phi đúng không? Đó, thì mình sẽ lập đây là điểm A này, mặt phẳng phi này, mình sẽ lập một cái đường thẳng đi qua A mà vuông góc với phi thẳng đi. Lúc này cái đường thẳng đó nó sẽ cắt cái mặt phẳng phi tại điểm M và tìm tìm vô điểm thôi. Thì bây giờ đường thẳng D này x y dây, bởi vì nó đi qua A cho nên sẽ có tọa độ là ba ba ba. Tìm M trước này. Sau đó cái chỉ phương của hắn á thì hắn chính là phớt tuyến của mặt phẳng phi bởi vì nó vuông góc mà. Chỉ phương của đường thẳng D chính là phớt tuyến mặt phẳng phi. Phớt tuyến mặt phẳng là hai một trừ một đúng không? Hai t một t với lại trừ một t. Đó, lúc đó thì cái do điểm của đường thẳng D này, này với lại cái mặt phẳng phi chính là điểm M. Do điểm này chúng ta tha x là bằng ba cạnh hai t. Hai nhân ba cạnh hai t cạnh a là tha bằng ba cạnh t trừ z là trừ cho ba trừ t cạnh xá bằng không. Thiệt ra nó còn có một cả một cái công thức tính nhanh để em có thể tính được cái hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng nữa. Ví dụ cho cái điểm M như đây, cho cái điểm A như đây, em tìm hình chiếu đây này em không phải lập đường thẳng rồi đâu. Em phải nhớ công thức tính nhanh đó luôn thì em lập ra luôn tìm được luôn. Nhưng mà chúng ta có thể làm như thế này thì nó cũng nhanh hơn, cũng nhanh rất là nhiều và không cần phải nhớ gì cả. Okay. Thế thôi. Rồi mình tính rồi nè. Ui lên còn cá còn gặp muối rồi bay. Chờ chút nữa. Căng thời gian này cảm đi. T bằng mấy rồi? Trừ hơn. À, xá T. T bằng trừ 2. T bằng trừ 2 thì suy ra điểm M có tọa độ là trừ màu màu với lại nam thì từ đó em tính được MA cạnh MB. Thế thôi tính MA bình cạnh MB bình MA bình mà mắc cái can rồi thì em có khoảng tính thôi trừ một bình là bằng hai này
bốn nè, à, một nè, ba bình đây nè, mà b bình là lấy xá bình nè, ba bình nè, với lại một bình nè, mấy cái này càng lại bao nhiêu nữa á. Sao mười à? Đấy, nó đã tung nó vô cái dọn này thì lồn cái thân. Đầu tiên mình tìm điểm y sao cho là một lần y là từ đây này, từ cái chỗ là m bình cạnh m b bình là bằng tìm đây này thì mình chuyển thành là y o cạnh y b bằng không. Ví dụ đây là hai m bình đi cạnh ba m b bình đi, đây là hai o cạnh ba y b bằng không. Cách tính cũng như vậy, chúng ta lấy hai lần, ví dụ đây, ví dụ hai o cạnh ba y b bằng không thì em lấy hai lần cái này, hai lần một em cạnh với nam, cạnh với ba lần nam thì em chia cho hai cạnh ba em chia cho nam, tương tự từng tọa độ em được điểm y. Sau khi em tìm được tọa điểm y rồi á thì em luôn luôn là điểm m nó sẽ là hình chiếu của điểm y đúng mặt thẳng kia. Và cách để tìm hình chiếu á em lập cái đường thẳng đi qua hình chiếu, đi qua cái điểm nó vuông góc với mặt phẳng, sau đó em tìm vô điểm của đường thẳng với lại cái mặt phẳng phi đó thì em sẽ được hình chiếu. Còn nếu em muốn nhanh hơn nữa thì trên mạng nó luôn luôn có những cái công thức tính nhanh, em có thể search là cách tìm hình chiếu, công thức tính nhanh tìm hình chiếu của mặt phẳng lan đường của điểm lan mặt phẳng, nhưng mà công thức nó cũng khá là già nên anh không cho em nhớ, anh cũng không nhớ nổi. Rồi bài 21 vậy em có thể chụp màn hình là chúng ta sang sang cái tròn mặt phẳng ABC có phương trình cách vô hướng ABC thì ta học tiếng. Em làm sao em bả đáp án gì nữa hà? Đã anh nghe cái Sơn. Hai mươi lăm B, hai mươi sáu C, hai mươi bảy C Rồi, đó, mấy cái này nhanh đúng không? Mặt phẳng luôn à. ABC Anh có ơi, phương lăm trình B hả? anh. ABC. Rồi. Đã muốn tính cái phát tuyến của mặt phẳng ABC thì em có vectơ phát tuyến là bằng AB nhân có hướng với lại AC. Rồi. Và muốn tính tích vô hướng thì tính phát tuyến 23. 28 những bề đã. Thấy không? Một cái bề này cho hai dữ kiện ngay lập tức đúng không? Bởi vì nó cho một dữ kiện là đây, một dữ kiện là AB. Thì mặt phẳng chứa AB và vuông góc với alpha là mình sẽ có phát tuyến của mặt phẳng đó. Nó sẽ bằng vectơ AB mà nhân có hướng với lại vectơ N, vectơ phát tuyến. Đó, chứ không có mình là miên man, mình thấy là chứa AB thì nó sẽ có cái vectơ chỉ phương thứ nhất là vectơ AB. Nó vuông góc với lại alpha thì nó nhận vectơ phát tuyến của alpha làm chỉ phương của mình là có vectơ chỉ phương thứ hai là 2 1 trừ 1. Có hướng hay nó lại là đáp án gì? 28 gì nữa hè? À. Bài 29 bán kính của mặt cầu. Đó thì mình tính tâm trước đi, bây giờ tính tâm trước. Tâm là 3 này trừ 1 này, 1. Lấy 3 này chia trừ 2 rồi thì làm ra mấy này. Sau đó bán kính là bàn can của. Đó nói chung là 9 với lại 1 với lại 1 với lại trừ trừ nam là cạnh nam nữa. Chúng ta có cái đường bóng. Đó, xong sao. Nó khớp với những bài đây thì bài đây chỉ có một dữ kiện thôi. Đó là một mặt phẳng alpha thôi nè. Nhưng mà người ta nói là mặt phẳng mà đi qua và song song với alpha thì có phương trình bao nhiêu? À, song song. Thì nhớ là khi mình đang song song á thì nó cùng cái vectơ phát tuyến, cho nên rút ra được vectơ phát tuyến luôn. Phát tuyến của mặt phẳng mình á là bằng phát tuyến của mặt phẳng alpha. Phát tuyến mặt phẳng alpha là 1 0 2 đây này, x là bằng 1, y bằng 0, z bằng 2. Chứ nó không hề có một cái sự có hướng nào vô đây cả đúng không, nó không có thể có thể có hướng nó chỉ đứa thôi 102 và có cái điểm m nữa thì tất nhiên viết được phương trình mặt phẳng rồi. Đáp án là gì nó đạt kế tiếp đây. Oai luôn anh. Đó. Bài 31 khoảng cách từ m thì mình có công thức tính nhanh này, khoảng cách từ m tới mặt phẳng OXA á thì nó sẽ bằng thì tuyệt đối của giấy. Vậy khoảng cách từ m tới mặt phẳng OXY là tuyệt đối của trừ 2. Đó, có những công thức ví dụ khoảng cách từ m tới cái trục OA đi
thì bạn gì? Thì hắn sẽ bàn là can của x mà bình cạnh với z mà bình đây. Tới chỗ OA thì là can của x mà bình đó, để mẹ hôm thâm thục để mình ghi nó vô, tương tự với những trường hợp khó. Đó, cái này thì mình không cần phải áp dụng thức gì cả. Mặt phẳng alpha chứa trục OX và đi qua M. Đó, thì lúc này mình vẽ cái hình đó thôi. Nó chứa trục OX. Đây là trục OX. Đây là điểm M. Bởi vì nó chứa trục OX á, cho nên nó sẽ có vectơ chỉ phương thứ nhất là vectơ A của trục OX. Đó, chỉ theo cái chiều của mặt phẳng luôn. Và vectơ chỉ phương thứ hai chính là vectơ OM. Nó cũng chỉ theo cái chiều của mặt phẳng này. Sau rồi em lấy phát tuyến của mặt phẳng mình đó, là bằng tích có hướng của vectơ chỉ phương thứ nhất với lại vectơ chỉ phương thứ hai. Đó, thế thôi. À, mình phải linh hoạt này đúng không? Mình vẽ được cái hình như thế này, chứa trục x là chứa điểm M này. Thì nó sẽ có cái vectơ chỉ phương thứ nhất là vectơ A, vectơ chỉ phương thứ hai là vectơ OM. À, cái này tính ra bao nhiêu đó mày đấy? Tính cái này ra được rồi. À, tính phát tuyến ra được hình như là ra không bốn trừ một vậy đó à? Không có trừ một đúng rồi. À, mình chỉ nhớ mình chỉ cần nhớ lại cái ý tưởng về cặp vectơ chỉ phương, đó là khi mà cái mặt phẳng của mình mà có cặp vectơ chỉ phương rồi, em chỉ cần lấy cặp vectơ chỉ phương em nhân có hướng là em sẽ được vectơ phát tuyến. Và bye bye, khi mà hai cái mặt phẳng nó vuông góc với nhau. À, thì mình sẽ có công thức tính nhanh luôn nè. Công thức tính nhanh của mình đó là OA nhân OA phải cạnh B nhân B phải bằng 0. Là hai mặt phẳng vuông góc vậy. Mình sẽ có OA nhân OA phải là M nhân M cạnh với lại trừ 1 nhân 1 thì bằng 0. Thì đã tính được M bằng cạnh trừ 1. Đáp án ủa. À, cạnh C thì C phải đưa quay. Thì cạnh với là trừ 3 nhân 1 nữa mà bằng cả trừ 2. Đây, khi mà hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì O nhân O phải cạnh B nhân B phải cạnh C nhân C phải bằng 0. À, mình sẽ có được đáp án là O nhân O phải B nhân B phải C tính được mà cả trừ 2. À, bạn đề cho đây là xe. À, cái này là cái này mấy cái giáo thì giáo có giáo này nó mà phải ôi đây các mặt cạo ấy. À, nãy mình có một cái lưu ý rằng là khi mà hai cái khi nào cái chát cát được thì khoảng cách từ tâm A tới mặt phẳng phi mà nhỏ hơn bán kính á thì nó cát. Cái tâm A là gì? Tâm A là 1 2 trừ 3 này, bán kính là mặt can xá này đó. Thì bây giờ thay cát này, mình sẽ tính khoảng cách từ cái tâm A này tới cái mặt phẳng OXZ thì nó bằng bao nhiêu, so sánh bán kính này thì có công thức tính nhanh rồi nãy mình gặp ở đây rồi này đó. Mặt khoảng cách từ M tới mặt phẳng OXZ, OX chỉ cần lấy thiệt đó của OXZ thôi, thì khoảng cách từ cái điểm A này tới mặt phẳng OXZ thì sẽ bằng trừ tuyệt đối của A là bằng 2. D bằng 2 thì nhỏ hơn cái can xá là nó gác đúng rồi này đúng không. Câu C, khoảng cách từ mặt phẳng OXA bằng điểm A tới mặt phẳng OXA là bằng gì, là bằng trị tuyệt đối của trừ B. Từ điểm A này tới mặt phẳng OXA là lấy trị tuyệt đối của trừ B. Trị tuyệt đối của trừ B á thì nó lớn hơn bán kính, bắt đầu lớn hơn bán kính không thể gác được, không thể gác. Đáp án C, đáp án C. Đó, mình phải có cách luận nhanh như vậy. Vậy đó là công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một cái mặt phẳng tọa độ, ví dụ tới mặt phẳng OXZ thì mình lấy trị tuyệt đối của A. Và muốn lấy từ mặt phẳng OXA thì mình lấy trị tuyệt đối của Z. Trị tuyệt đối của trừ B. Bằng B. B thì nhỏ hơn, B thì lớn hơn can xá. Lớn can xá nó không thể cắt được đáp án C, đáp án C là C. Đó. Bà Lam
là một cái bài mà mình cũng đã hạt qua trong phần cực trị rồi, rất là dễ. Bởi vì bài 15 là cái bài mà có điểm M là điểm thuộc trục ô giác, nên điểm M sẽ có tọa độ là, tức là nó thuộc cái dọn cực trị mà cái điểm mà thuộc cái mặt, thuộc cái đường thẳng luôn á. Cho nên trục ô giác là một cái đường thẳng cố định, cho nên sẽ có cái tọa độ là không không C. Từ đó thì mình tính được vectơ MO, vectơ MB. Vectơ MO là 1 1 3 trừ C. Vectơ MB là 3 3 trừ 1 trừ C. Thì MO mà cạnh MB thì mình cũng tính được luôn, là bằng 4 4 2 trừ 2C. Từ đó độ già của này á, sẽ bằng căn của 4 bình cạnh 4 bình cạnh với 2 trừ 2C tất cả bình. Đó thì sẽ bằng một cái như thế này, đó là 4C bình trừ cho 8C 4 cạnh với lại 32 là 36. Đó, mình sẽ được cái mà mình cần tìm cho dễ nhất á, là ra cái này rồi. Khi mà ra cái này rồi á thì mình chỉ cần bấm máy tính hoặc là mình đổ hồ để mình tìm giá trị min của cái này thôi, bấm máy tính này. Nhưng mà chúng ta lại có một cái công thức rất là nhanh nữa, đó là cái này sẽ đọc min tệ. Sẽ đọc min tệ C bàn giấy trừ B phần 2 thôi, tức là trừ của trừ tốn phần một phần tổ phần 2 nhân 4 là tệ C bằng 1. Em đem số 1 em thay vô đây thì em sẽ được cái min. Hay em giá ra một cái bậc hàng thì em giá rồi, nó sẽ đọc min hoặc là max tại những cái điểm là trừ B trên 2 o trừ tốn trừ của trừ tốn trên 2 nhân 4 là bằng 1. Đem số 1 thay vô đây là em được cái số 32 căn 32 là 4 căn 2 nó mất đi. À, em nhớ nãy giờ mình hạt hai dọn cực trị rồi hãy. Dọn thứ nhất là điểm thuộc mặt phẳng và dọn thứ hai là điểm thuộc đường thẳng. Trong đó điểm thuộc đường thẳng là gì ha? Điểm thuộc trục ô giác là thuộc đường thẳng này. Là mình có thể chỉ là tọa độ của điểm đó ngay lập tức, có thể theo C hoặc là theo T gì đó. Sau đó mình tính được cái mà người ta cần yêu cầu mình. Người ta yêu cầu này thì mình tính cái này. Tính cái này thì mình đưa ra một cái phương trình theo C và mình tất nhiên mình tìm được min của hết. Bấm máy tính cũng được, mình lồm lên được, lồm lên nhanh ha. Bài tiếp theo có nhiều, bài 37 và 36. Viết phương trình mặt phẳng O tiếp xúc với mặt cạo X tại điểm M. Đó, thì mình hiểu đi này. Về bao tóm thì là tìm hình chiếu của điểm hot lane mà phải alpha thì mình biết là đã mình lồn rồi đó. Rồi, về bao tóm thì lại rồi bây giờ này, viết phương trình của mặt phẳng alpha tiếp xúc với cạnh x thì mình tưởng tượng đây này, nó sẽ có một cái trái banh ở đây. Rồi, chúng ta có thể vẽ trái banh tròn hơn. Rồi, trái banh ở đây, trái banh là hiện nằm ở trên một cái mặt phẳng như vậy gọi là tiếp xúc, như vậy gọi là cái mặt cào nó đang tiếp xúc với mặt phẳng đấy. Thì khi đó cái tâm mặt cào này nó sẽ vuông gác xuống đây, và cái điểm vuông gác này thì chính là cái điểm M đấy, bởi vì nó tiếp xúc tại M điểm dính duy nhất đây này. Thì vô tình lúc đó chúng ta sẽ có được cái cách để lập được phương trình mặt phẳng này, bởi vì cái mặt phẳng này á nó sẽ đi qua M và nó vuông gác với lại vectơ IM, đúng không? Và rõ ràng là nó vuông gác vectơ IM thì nó sẽ nhận vectơ IM là vectơ phát tuyến.
Đó, cái tâm của X là tâm Y tâm Y mà cả X sẽ là trừ xá chia trừ 2 là bằng 3 này, trừ 2 chia trừ 2 là bằng 1 này. Không, cho nên vector Y mà vector phóng tuyến của mặt phẳng phi này này, phẳng phi này, vector phóng tuyến mặt phẳng phi lúc này sẽ là vector Y mà, và vector Y mà thì sẽ có tọa độ là 2 trừ 3 là bằng trừ 1, trừ 1 trừ 1 là trừ 2, 2 trừ 2 là, và nó đi qua điểm M nữa, đi qua M thấy không, nhìn cái hình thì cũng thấy các bạn phải qua đi qua điểm M, điểm M tọa độ là 2 trừ 1 2 nữa đó, thì từ đó suy ra mặt phẳng alpha thôi, mặt phẳng alpha thì có tọa độ bao nhiêu nữa biết vô tính rồi rồi đó, có vector phóng tuyến rồi nè, nó đi qua điểm M nữa thì nó sẽ là đúng không ạ? Đây đó. Bo bả mình sẽ nối nhanh một bo bả như thế này à, cho bóng điểm ABCD tính khoảng cách từ tâm A của mặt cào ngồi tiếp tứ diện ABCD tới mặt phẳng ABC. À, đối với mặt cào ngồi tiếp tứ diện thì mình có hồi nãy mình có là tứ diện OABC đúng không, thì có công thức tính nhanh liền, nhưng mà cái tứ diện này nó không phải OABC mà là ABCD, cho nên mình phải tự tính ra. Thì lồn cách nào để tìm được cái tâm, lồn cách nào để tìm được cái tâm của một cái mặt cào đi qua bóng điểm cho trước, em sẽ gọi cái tâm đó là tâm Y nhé, em sẽ gọi cái tâm mặt cào là tâm Y có tọa độ ABC. Thì lúc này theo công thức tổng quát của mặt cào á, thì mặt cào X nó sẽ có cái mặt cào X mà đi qua bóng điểm ABCD sẽ có cái phương trình là X bình cạnh Y bình cạnh Z bình trừ 2 x trừ 2 bi trừ 2 c z cạnh d bằng 0. Em hiểu như vậy bởi vì khi mà chúng ta lấy hệ số của x là trừ 2 o này chia cho trừ 2 thì nó ra o. Đó, nhớ khi mà cái tâm là đây thì mặt cào là đây, viết ra đi. Thì bởi vì đi qua bóng điểm ABCD á, cho nên mình sẽ có bốn cái phương trình bóng ẩn. Ví dụ đi qua o chúng ta có phương trình gì? Đi qua A thì nó sẽ có phương trình là tha không không với lại trừ 2 vô hệ không không bình cả không bình cả trừ 2 bình bằng 4 này, trừ cho 2 nhân A nhân 0, 2 nhân B nhân 0, trừ 2 nhân C nhân Z là nhân với trừ 2 này là bằng cạnh với 4 C cạnh D bằng 0. Đó, nó đi qua B C D nữa em sẽ được thêm 3 phương trình nữa, lúc này em sẽ có là 4 phương trình bóng ẩn. Em phải tìm được ABC thì lúc đó em tìm được cái tâm tâm A. Bọn mô tìm được đâu ông Đạt giùm anh cái này, giữa bóng phương trình bóng ẩn thì tìm được ABC à, nếu mà chưa chưa tìm thì để tìm và tìm luôn, và tìm luôn lúc này luôn. Đi qua điểm B thì mình tha vô này, tha x bằng 0, y bằng 2, z bằng 0 vô này, chúng ta có bóng trừ bóng B cạnh D bằng 0, chúng ta tiếp tục có C là 10 xá trừ tốt C cạnh D bằng 0, và cuối cùng là phương trình khi mà thay điểm D vô chúng ta có tốt trừ bóng b cạnh bóng c cạnh d bằng không. Bấm máy tính, bấm máy tính dễ đó, ABCD giờ anh A bằng 2, cái B bằng 1, C bằng trừ 1, với D bằng 0. này đủ rồi, thì mình sẽ có điểm A có tọa độ là 2 1 trừ 1 là cái tâm của bóng, cái tâm của, thì bây giờ chỉ cần tìm được cái mặt phẳng ABC nữa thôi, tâm mặt cạnh của tiếp tứ diện, thì mặt phẳng ABC lúc này sẽ lập được cái phương trình là
x phần trừ 2 này, y phần 2 này, z phần 4 này bằng 1. Quy đầu lên, trừ 2x cạnh 2y cạnh z trừ 4 bằng 0. Lúc này tính khoảng cách từ cái điểm này tới mặt phẳng này. Thế thôi. Cô tính nhầm nhầm rồi nhiêu này. 4 trừ 2 trừ 7 cô đang có số trừ 7 trừ 7 trừ 7 phần 3 à. Sẽ chỗ nào trừ 4 cạnh 2 trừ 1 đúng không? Bây giờ chúng ta tính khoảng cách từ cái điểm A ở đây nè tới cái mặt phẳng vừa lập ra mặt phẳng ABC này, phẳng ABC đi qua ba điểm ABC này, x chia trừ 2 à sai rồi, phải là x chia 4 mới đúng đúng không? X chia 4 chứ. Rồi mình lùn tầm bậy rồi bảo x chia 4, y chia 2, z chia trừ 2 mới đúng đây này ha, z lên z thì mình có là 1x quy đồng cho 2 cạnh 2 với lại trừ 2 z đó, trừ 4 bằng 0. Đó, cho rồi. Rồi phần bo À, nó 2 bằng 3. À, thì khi mà em lồn rồi thì em ra đúng. Dăng số 4 lên rồi. Thay vô. Thay cái điểm đi. Tính khoảng cách. Từ điểm này tới mặt phẳng ra 2 bằng 3 đúng không đi. Đó, nó cũng không có khó lắm. Mà thủ thuật vô cái suy nghĩ của mình thôi. Đầu tiên mình biết cách để tìm được cái tâm của một cái mảng cào ngủ tiếp một cái tứ diện của nó. Thì đạt cái tâm đó là ABC. Sau đó viết cái phương trình mặt cào ra, x bình cạnh y bình trừ 2 ấy trừ 2 bi trừ 2 cz cạnh d, tha bốn điểm nó vô thì mình sẽ có cái phương bốn phương trình bốn ảnh abcd, bấm dễ rồi abc là tìm được cái tâm. Sau là yêu cầu thì làm tiếp để phản abc mình cũng dùng nhanh được này, nhớ là x trên 4 y trên 2 z trên trừ 2 là 49. Phương trình mặt cào có tâm là ô và tiếp xúc với lại mặt phẳng alpha. Thì cái, nếu mà có tâm là ô vertex tiếp xúc với mặt alpha thì bán kính của hắn sẽ bằng khoảng cách từ ô tới mặt phẳng alpha hạng đã đúng không, khoảng cách từ ô mặt phẳng alpha là trừ 12 chia cho căn của một bình cạnh một bình cạnh một đó. Khoảng cách từ ô là em tha ô bằng không 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 vô đây này nên ra nhiều đi hả, 12 chia cho căn xá hơi càng sáng vậy là có hoa. rồi. Bình phương lên chỉ cần nhớ là bán kính của mặt cào sẽ bằng khoảng cách từ tâm mặt cào tới mặt phẳng bởi vì nó tiếp xúc, cho nên bán kính sẽ bằng khoảng cách từ O và khoảng cách từ O là O từ 0,0,0 tới mặt phẳng thay vô. Rồi ta qua tròn thứ năm. Rồi bây giờ chúng ta lại có hai cái dữ kiện này, vuông góc với D và sao sao với đây. Thì cái phóp tuyến, à bây giờ phương trình đường thẳng đúng không? Thì chính là chỉ phương của đường thẳng. Chỉ phương đường thẳng delta. Chỉ phương thì lúc này nó sẽ bằng là có hướng của UD. À, có D thì dùng UD. Có phi thì dùng NF. À, mình lồn nhanh chứ mình không cần suy nghĩ gì cả. Đó, thì nhanh cái điện ra nhiều đó, bọn mua lồn rồi, cái đó. UD với NF. Nam nam trừ 10. Rồi, nam nam trừ 10. Nam nam trừ 10 thì mình mới rút gọn lại thành là một một trừ 2. Một một trừ 2 đây. Một một trừ 2 chỉ có đây thôi. Chỉ có đây là một một trừ 2 thôi. Còn đây là không phải này. Ở đây cũng không phải này. Em nhớ này. Khi một cái bề dữ kiện mà đang cho hai dữ kiện thì thường em sẽ lấy hai dữ kiện em nhân có hướng lại, em nhân có hướng lại em sẽ lấy cái này này, em lấy chỉ phương của cái này em nhân có hướng với lại phóp tuyến này, phóp tuyến này là hai không một thì hệ số của x là hai, hệ số của y là không, hệ số z là một,
Rồi. B41. Trong không gian A là điểm thuộc mặt phẳng này, biết B là điểm thuộc đường thẳng này. Tính. À, đây là một cái bài 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 tìm điểm đó. OA thực chất là tính từ điểm O ra. Tức là cái bài này phải tập trung cho tìm từ điểm O. Thì khi mà tìm điểm á, mình phải bài 42 này. Bài 42 43, bài 42 ra bao nhiêu luôn nè? Bài 42 1 2 trừ 3. 2 2 3. Đáp án D này đúng không? 42 đi, 4 đi thì chúng ta để cái bài 1 đi lại vào 42. Để làm được bài này em phải vẽ được cái hình ra. Thì đơn giản vẽ cái hình này, đầu tiên vẽ một hàng phi này. Hàng phi này có điểm O này. Có một cái đường thẳng này. Có thể lên to trên đường thẳng to có điểm B này. Có một cái điểm C ở ngoài này. Và có một cái điểm G là trạm tam tam giác này. Đó, được chưa? Bây giờ cách làm là gì? Cách làm là mình sẽ bốn vô kế mà dễ tìm nhất á là cái điểm B này. Bởi vì một khi một cái điểm thuộc đường thẳng á rất là dễ tìm. Chúng ta có điểm B thuộc cái đường thẳng delta. Thì có thể suy ra ngay từ điểm B luôn. Điểm B là 1 trừ t bả cạnh 10 t. Trừ 4 trừ tốt t. Đây. Bả cạnh 10 t trừ 4 trừ tốt t. Thì từ điểm B với điểm C với điểm G này có thể siêu điểm O được. À, bởi vì vì G là trọng tâm tam giác ABC. Cho nên muốn tính điểm O thì em làm này em nhớ này. Điểm O sẽ bằng 3 lần điểm G trừ cho điểm B với là trừ cho điểm C. Đó, em nhớ hệ thức này. Bởi vì đơn giản á là điểm G á sẽ bằng điểm OA cạnh điểm B cạnh điểm C chia 3 đúng không? Thì điểm OA sẽ bằng 3 lần điểm G trừ điểm B điểm C. Trong đó 3 là điểm G thì em tính nó thôi. Chúng ta có điểm OA sẽ có tọa độ này. 3 nhân trừ 3 là trừ 9. Trừ điểm B là trừ cho trừ 1 trừ T là trừ 1 cạnh T. Trừ điểm C là trừ cho trừ 6 là cạnh 6. Đấy, sang tọa độ thứ nhất của điểm OA. Tính được thứ hai. 3 nhân 6 là 18. Trừ điểm B là trừ cho bả trừ 10 t. Và trừ cho 19. Vậy là khi mà có được hai đỉnh với lại trạm tâm, em nhân ba trạng tâm em trừ hai đỉnh cầu lệ em ra cái được cái em được cái điểm cái đỉnh này thì điểm A sẽ có tọa độ là t trừ 4 trừ 10 t trừ tốt với lại tốt t làm sao trừ 14. Lúc nào làm ra nữa hả? Bởi vì cái điểm O nó thuộc cái mặt phẳng, cho nên tha điểm O nó vô tìm được T, đúng không? Vậy vậy cái điểm O nó thuộc cái mặt phẳng phi, tha vô này. 3 nhân x là 3 nhân cho T trừ 4. Cạnh với lại bồi mộng nhân y đó. 11 nhân cho 10 T trừ tốt. Trừ cho 4 nhân cho tốt T trừ 14. Cạnh 13 bằng 0. Tính dùm anh T bằng bao nhiêu cái? Trừ một anh. T bằng trừ 1. T bằng trừ 1 thì điểm B sẽ điểm O sẽ có tọa độ là điểm O Trừ Nam Hơ Xá. sẽ
thì lúc đó tính độ dài OA là bằng căn của đáp án cái này bằng là không? Có điểm A là tính độ dài OA bình thường là bằng 25 là 29 ai đó bộ nhiêu đó em cái xa lam à. Đúng rồi, độ dài OA là bằng căn của XA trừ XO, XO bằng không rồi. Cho nên muốn tính độ dài OA chỉ bằng lá căn của cái trừ Nam Bình với Hà Bình, Xã Bình 41 ai. Em nhìn là cái tổng quát cái bài là cái đi. Đó mình thấy khi mình vẽ ra rất là dễ hiểu. Mình chỉ cần bốn vô kế mà dễ nhất, nói chung đầu tiên mình vẽ cái hình ra được. Thì cái dễ nhất chính là điểm B này. Mình sẽ bốn vô kế điểm mà thuộc đường thẳng á. Điểm B sẽ có tọa độ cho trước như này. Cái mình có điểm C với điểm G, C là điểm O. Điểm O theo T. Mà điểm O này còn thuộc vô trong cái mặt phẳng để tha cái điểm O nó vô trong mặt phẳng để tìm được T. Tìm được T sao nào tính được OA. Đây, em có thể chụp lại về 41. Muốn làm rồi. Bài 43 phương trình là sau đây là phương trình tương tác, phương trình tương tác rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ có là x trừ 2 chia trừ 1 này. A trừ 1 chia 1 đúng không B. Phương trình đường thẳng AB sang sang với mặt phẳng được khi nào? Các đơn to thì đi phân biệt BC AB đi 2 này. Đây đi lên lột này. Phương trình một mặt phẳng tiếp xúc sang sang. Đây này cũng đang lo đi. Ok, chúng ta tiếp tục với lại bài 44. Giá trị của mặt đường thẳng AB song song, điểm nhớ là khi mà hai cái giá trị song song á thì AB này khi mà AB song song với lại mặt phẳng alpha thì chỉ phương của AB anh nghĩ đi vẽ cái hình là cho dễ hình dung. Thành hình dung được, nếu hình dung được rất là dễ. Đây là AB. Thì vector AB lúc này sẽ vuông góc với pháp tuyến. Vì nó sang sang và phải alpha thì vẽ đây là sang sang này. Thì pháp tuyến là sẽ vuông góc. Cho nên pháp tuyến là vuông góc với AB luôn. Lúc này chúng ta có vector AB là M trừ boy với lại xá trừ m lấy b trừ o thôi chẳng có gì thì ta phát tuyến của alpha là một một trừ một nhân vô hướng lệ bởi vì nó vuông góc cái nha hệ này vuông góc thấy không vuông góc này ha nhân vô hướng lệ bằng không m nhân một cộng với m trừ một nhân m trừ ba nhân một mình sẽ được khoảng 3m trừ 9 bằng 0 tính được mà bằng boy đúng không rồi nhân vô hướng này lấy x nhân x cộng nhân y nhân bằng 0 này rồi. Cái bài 44 45 45 mình có một cái lưu ý là khi mà cái mặt cầu mà nó cắt một một cái mặt đường thẳng này thì nó sẽ có cái công thức như thế này đúng là ôi công thức của bài 45 là khi cái mặt cào x cắt cái đường thẳng AB cái đường thẳng delta theo giao tuyến hoặc là cắt tại hai điểm á đó là phải cắt tại hai điểm theo vô tuyến là không đúng đường thẳng nó cắt mặt phẳng với mình em đây một cái cây chọc qua trái banh đó thiện lục tại hai lỗ chứ mấy đó thì hai lỗ đó chính là AB đó BC chứ thì công thức của chúng ta là khoảng cách tức là bán kính bình chúng ta bằng BC trên 2 tất cả bình cạn với khoảng cách từ tâm A tới cái đường thẳng delta tất cả bình cái đó cái thôi và tương tự chúng ta có một cái công thức nữa khi cái mặt cào nó các cái mặt phẳng phi
theo cái giao tuyến là cái đường tròng C. Em tưởng tượng cái đây mặt cào này, một cái mặt phẳng nó cắt ngon quá này, nó sẽ đổi để lại một cái giao tuyến là đường tròng C đây. Đó, này giống như cắt một cái trái dừa thì nó sẽ để lại một cái giao tuyến là một cái đường tròng. Thì lúc này đường tròng C này sẽ có bán kính là r nhỏ, có bán kính là r nhỏ thì chúng ta có công thức là r bình bằng d bình cạnh r nhỏ bình. Pythagore đơn thuần thì mình hạ cái chương một rồi. Đó. D chính là tâm khoảng cách từ A đến mặt phẳng phi đấy. Nó sẽ chúng ta nói về cái công thức kia luôn. Thế thì trở lại với bài toán này. Cái mặt cào của mình á, hắn đã có tâm là tâm O rồi. Cho nên chỉ cần tìm cái bán kính nữa là xong. Thì cái bán kính á, là ở đây sẽ bằng BC trên he. BC là bằng tốn trên he. Ta coi bình. Và khoảng cách từ cái tâm tới đường thẳng đấy. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải tính là các bạn muốn làm này, chúng ta cần phải tính khoảng cách từ cái tâm á, là tâm O tới cái đường thẳng delta là bằng bao nhiêu. Thì công thức chúng ta học để tính khoảng cách từ điểm cái đường thẳng đó là AB nhân cho U delta chia cho U delta có hướng độ dài. Độ dài. Nhắc lại này, công thức để tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng đó là AB nhân cho chỉ phương của đường thẳng rồi chia cho độ dài chỉ phương. Trong đó B là gì? B là kéo mà lái từ cái đường thẳng đi ra này, lái một cái điểm thuộc cái đường thẳng ra với B bằng trừ ha ha trừ boy. Rồi ta công thức này có một cái lấy thay đó là b lái từ đường thẳng to là trừ hai này hai trừ ba. Bọn máy tính đi rồi đã nghe nè. À, tính này rồi đã nghe nè. Tính sang đầu thai vô luôn đai luôn. Tính luôn ra luôn thay đáp án luôn được. Ba này tính bằng ba thì này tính bằng ba bình này bằng nam này bằng 25 này. 25 này rồi bằng nam à, R bằng nam 25 chúng ta chọn đáp án rồi rồi nhớ công thức này, khi mà cào nó cắt một cái đường thẳng tại hai điểm là hai điểm BC thì BC trên ha cạnh với khoảng cách từ A tới đường thẳng bình bằng R bình, tính được R bình, tính được khoảng cách thì thay là đây vậy cũng là rồi. Ok còn rất nhiều, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào một cái bài mà thấy cái bài dưới này thì để cô sẽ có bài môn đó chú ấy, bài đây cô thì mình cào được cái độ ok. Đấy, công thức rồi đã thấy không? Tìm m để đây, công thức ghi vô đây này. Mà cào ấy các phi theo vô tuyến là đường tròng C có bán kính là R. Thì đây. Mà cào ấy các phi theo vô tuyến là đường tròng có diện tích. Thì đó là diện tích nó đang suy ra bán kính đó. Bán kính là nhỏ đó, bởi vì chúng ta có diện tích là bằng gì?
Diện tích là bằng pi r nhỏ bình đúng không? Từ đó suy ra r nhỏ bằng 2. Đó là nhỏ bằng 2. Đó. Đúng không? Là nhỏ bằng 2. Cho nên á là cái khoảng cách thì ấy là như bây giờ là tính chưa hề, tính nó bán kính, tính bán kính. Bây giờ cái tâm đi, cái tâm mặt cào là trừ một he với lại trừ ba. Cái bán kính của mặt cào là can của bao nhiêu, trừ một bình, một bốn chín trừ mà đó, bán kính mặt cào đây. Cái bán kính bình tức là mình sẽ có là đúng không, r lớn bình tức là mình sẽ có là 13 à 14 trừ mà bằng r nhỏ bình là bằng 2 bình, công thức nè, r lớn bình sẽ bằng r nhỏ bình bằng d bình. D là bằng gì? D là bằng khoảng cách từ cái tâm á, tâm này tới mặt phẳng có phương trình cho trước đầu, thả vô thôi ý. 2 nhân trừ 1 trừ y là bằng 2 này, càng xá càng 1 chia cho can của A bình cộng B bình C bình bo chẳng không, nó tìm được m thôi. Đây cũng bè nó thôi, giúp giúp rồi. Ok mấy cái này thì ok. Đây đây là một trong những cái dạng cực trị mà mình học nữa ha. Chứa delta sao cho khoảng cách từ m tới phi là lớn nhất, đúng không? Đây là một dạng cực trị mình học, em thấy là đó. Đây là cái dạng mà nó không có thuộc trang cái nó không thuộc những trường hợp đặc biệt, cho nên nó thuộc vô công thức. Công thức của mình học là gì? Thì công thức chúng ta học là B52 bỏ này, B53 cũng theo tứ diện cũng có công thức này. Công thức chúng ta học là gì hè? Bằng phẳng phi đúng không? Chắc đó là cái đích của mình chính là n phi. Thì sẽ bằng n dữ kiện. Nhân với lại n yêu cào. Nhớ không em? N yêu cào. Xong rồi nhân với lại n dữ kiện lần nữa. Có hướng hai lần như thế này. Đó, em phải thuộc những trường hợp mà nó đặc biệt, nó không dùng công thức này. Những trường hợp đặc biệt thì như có hai trường hợp đặc biệt thôi. Còn những trường hợp còn lại tất cả kể cả cái này thì nó đều là như vậy, đều là ứng dụng công thức này. Cái đó n dữ kiện là gì? Rõ ràng á, n dữ kiện là bởi vì nó chứa delta. Cho nên giờ là dữ kiện sẽ là chỉ phương delta đó là 212. N yêu cào. N yêu cào nó sẽ là cách m một khoảng lớn nhất đúng không? Thì cái m này hay là yêu cào. Nhưng mà cái m không thì không thể tội được một vector được. Cho nên mình phải lái thêm kế nữa. Thì kế nữa nào ở đâu? Thì kế nữa nào ở trong đây này. Nó lái để một điểm thuộc cái này thử đi. Đó, cháy này yêu cào là cái vector MO. Trong đó O là cái điểm. Vì mà yêu cào là khoảng cách từ mặt cái với yêu cầu là với khoảng cách đúng không? Nhưng mà một cái m thì không thể tội được một cái vector được, cho nên mình phải lái thêm điểm nữa. Thì trong đây mình suy nghĩ ngay tới cái việc lái một điểm thuộc định toa rồi, điểm O có tọa độ là 1, 0, 2. Đó thì vector MO sẽ có tọa độ là trừ 1, trừ 5 với lại trừ 1. Sau đây em nhân búi xua ra, em nhân thứ nhất này, em nhân cái thứ nhất ra này. À, hai mày cái thôi nhân ra luôn. 9. Không. Trừ 9. Sau này em đem này là cái thứ nhất sang rồi này, 9 không trừ 9 rồi. Em nhân lần nữa với này dữ kiện nữa. Đó là 2 1 2. Thì nó sẽ là 9 trừ 36
với lại 9. Rút gọn cho 9 này. Rút gọn cho 9 là còn màu trừ bóng với là màu. À, đài rồi giải đào đá bóng xì, màu trừ bóng với màu đúng không? Bóng xì chỉ có màu trừ bóng và bóng xì thôi. Đó. Nhớ lại đây là dạng cực trị của cái mặt phẳng hay là đường thẳng, thì nhớ là khi mà gặp cái này á, thì mình nhớ là cái công thức này: n dữ kiện nhân n yêu cầu nhân n dữ kiện. Sẽ có khoảng hai ba trường hợp gì đó không 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 áp dụng công thức này, nhưng mà đo số khoảng cách và góc để áp dụng công thức này hay. Trong đó n dữ kiện là kế mà cái vế thứ nhất này, mặt phẳng phê chứa, và phê nó chứa delta cho nên có dữ kiện là 212. Sau đó sao cho là thể hiện sự yêu cầu khoảng cách từ M. Thì yêu cầu thì M nó không đủ với ta cho nên mình lái thêm một điểm O thuộc đi vô nữa. Nói chung là cái bài toán của mình nó có bao nhiêu dữ kiện mình lái rồi hết. Nên mà lái điểm O cho nên màu không thì đó, biết rồi. Sau đó áp dụng theo cái phương án này ra được đáp án. C. Có thế đâu? Đáp án. À, mấy cái này thì đúng không? Ừ, nhân có hướng nó ra liền. Dạ, còn hai cao là cao nam lam với lại cao nam bả. Rồi. Thôi mình nghỉ chứ mình hơi hơi mệt mệt rồi. Rồi. Có thành công mình học cũng được hết. Còn hai cao khó. Để sao dễ tiếp. Rồi ba mấy đứa nè. Ừ, đây mới được.